Kỳ Lân đã tạo ra được một sự lấp lánh, long lanh, lộng lẫy, chiếu vô cùng từ bề mặt đáy vàng, bóng cực kỳ, cũng như là sự lấp lánh từ cái khía chảy tia trên vòng ngoài này. Tiếp tục giới thiệu về những sản phẩm vàng nguyên khối và những viên kim cương hoặc xoàn thiên nhiên tuyển chọn. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu việc cá nhân hóa logo thương hiệu theo cá nhân, phục vụ đúng phong cách của từng quý khách. Hiện tại trên khay Kỳ Lân đang cầm đó chính là hai cái logo, một cái logo vương miện. Logo vương miện này là biểu trưng logo của Kỳ Lân Luxury. Vương miện là biểu trưng của sự cao quý, sang trọng và sự dẫn đầu trong những cuộc chơi mà hầu như trong tất cả chúng ta ai cũng muốn vươn hướng đến. Vì vậy, cái logo vương miện của Kỳ Lân này sẽ phục vụ được tất cả quý khách điều đó. Kế bên là một cái logo quy hiệu của một thương hiệu, của một cá nhân. Đây là chữ BT, tên viết tắt của một vị khách hàng của Kỳ Lân. Hai phiên bản này với hai kích thước khác nhau, bởi vì Kỳ Lân đeo theo tiêu chuẩn của Kỳ Lân từ đó đến giờ. Còn vì khách hàng này cao to con hơn nên là muốn logo to hơn, quy hiệu to hơn, nên là kích thước sẽ to hơn của Kỳ Lân tầm 2.5cm, của quý khách là 2.8cm. Đây là cái logo được gắn sẵn trên áo, và trong cái áo này là thương hiệu áo polo riêng của Kỳ Lân. Đây là một phiên bản để cài lên trên cổ áo, cũng như là để cài lên trên ngực áo hoặc là bất kỳ vị trí nào mà chúng ta muốn, bởi vì ở sau đây có một cái chỗ để chúng ta vặn và đưa vào bất kỳ vị trí nào trên bất kỳ sản phẩm nào mà chúng ta muốn sử dụng, miễn sao chúng ta thấy hợp lý là được. Còn đây là một cái tên của quý khách viết tắt ở nằm bên trong, trên nền vàng cực kỳ ánh sáng bóng, với kỹ thuật của máy móc chuyên nghiệp chuyên chế tác hàng cao cấp luxury. Kỳ Lân đã tạo ra được một sự lấp lánh, long lanh, lộng lẫy, chiếu vô cùng từ bề mặt đáy vàng, bóng cực kỳ, cũng như là sự lấp lánh từ cái khía chảy tia trên vòng ngoài này. Vành khía chảy tia này Kỳ Lân lấy ý tưởng từ trên vành khía trên đồng hồ, vành bezel của đồng hồ Rolex chính hãng. Kỳ Lân đã dùng máy móc chuyên nghiệp chuyên về chế tác đồ cao cấp, cũng như kỹ thuật làm nguội chuyên sâu của thợ chuyên nghiệp làm hàng cao cấp Kỳ Lân, tạo ra sản phẩm vành khía vô cùng lấp lánh.